Xin chào cả nhà nhá, lại là mình Thế Long Xe Điếu đây. Hôm nay thì mình với Caramel Văn Tiến sẽ hướng dẫn mọi người cách sơ chế lòng nhồi nhá. Đấy, sơ chế lòng để nhồi rồi mỡ. Đây, hôm trước mình có quay video ấy nhưng mà làm hơi nhanh nên là mọi người có thể nhiều bạn không xem được, nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người chi tiết hơn. Lòng nhồi ấy mọi người sẽ mua lòng non nhá. Đấy, chú ý mua lòng tươi, khi mua về thì mọi người cắt ra thành các cái đoạn khoảng tầm 70 đến 80 cm. Đấy, để tỉa mỡ và ken bột. Sau đấy về thì các bạn sẽ lộ ra, ở trong video ấy thì đang có hai cách nhá. Cách một là bên tay trái, đấy mọi người nhìn nhá. Và cách thứ hai là bên tay phải nhá. Đây, mọi người chú ý, thường ấy, khi mà bắt đầu làm ấy, thì nó sẽ hơi khó một chút đấy, nhưng mà các bạn cứ để ý học một xíu là các bạn sẽ làm được thôi, tại vì lòng ấy, thì bình thường nó hơi trơn nên là trong quá trình lộn ấy, thì nó sẽ hơi khó một chút. Lòng nhồi mình sẽ chọn lòng thường nhá. Đấy, giả sử như nếu mà các bạn mua dính lòng xe điếu ấy thì sẽ không nhồi được đâu, tại vì thành lòng rất là dày và săn, đấy, lộn ra sẽ rất là khó. Khi chọn lòng ấy thì mọi người chú ý ken bột để kiểm tra nhá, không lấy những cái bộ lòng nào mà bột vàng khè nó bị đắng ngắt ấy, thì khi mà ăn ấy thì rồi cũng không được ngon. Đấy, sau khi lộ xong ấy thì mình sẽ cho vào chậu, đấy, cho thêm muối vào bóp sạch nhớt đi, đấy, để sơ chế lòng thật sạch. Sau khi mà bóp khoảng tầm 5 đến 7 phút ấy, nhớt nó tan ra rồi, đấy, thì mình sẽ cho nước vào để rửa sạch. Đấy, các bạn nhìn này, nguyên liệu các thứ bên mình làm rất là sạch sẽ nhá, lọc bóp sạch. Đấy, sau đấy các bạn sẽ kiểm tra lại, nhấc lên để kiểm tra, trong trường hợp mà nó đã hết nhớt rồi ấy, thì là ok nhá. Đấy, để miếng dồi nó ngon, nó ngọt đấy và không bị mùi ấy, thì trước tiên chúng ta sẽ cần phải sơ chế tốt cái công đoạn là sơ chế lòng nhồi. Sơ chế xong ấy thì mọi người không phải lộn ra đâu nhá, cứ để như vậy là nhồi thôi. Đây, và thành phẩm đây mọi người chú ý nhá. Tiết rất là mướt này, lượng mỡ, lượng rau vừa phải, khi ăn ấy thì miếng dồi mềm mướt, tan trong miệng, không quá béo, có thêm một chút thơm của rau.